Trước tiên thì Quý chào tất cả các bạn khán giả. Gia đình Quý đến từ LGBT. Quý năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì ở đâu? Quý năm nay 33 tuổi. Hiện tại thì Quý đang làm nhân viên công ty bất động sản ở bên quận 2. Và Quý đến từ Gia Lai. Ở đây là bé tên gì ạ? Là biệt danh của bé là Audi. Đây. Còn tên của bé là Minh Khôi. Minh Khôi. Cái cơ duyên mà để cho Quý gặp được bé là trong cái khoảng thời gian đó là Quý đang ở với người yêu cũ. Bạn đó nói là thích nuôi em bé. Thì Quý mới suy nghĩ là nó sẽ khi mà có con nó sẽ ràng buộc cái tình cảm của hai người. Lúc đấy Quý sau 1-2 ngày sau là Quý tìm hiểu vô trong các cái trang web cho con, cho nhận con đồ đó, như là trong các trại mồ côi á, có tìm hiểu mới gặp được bé Audi. Quý liên hệ với bạn đó, thì lúc đó là bạn đó đang mang thai Audi là tháng thứ 7. Quý lo cho bạn đó 2 tháng mới sinh. Thì trong cái khoảng thời gian mà sinh Audi ra thì Quý với người yêu cũ hai đứa cũng đi xuống bệnh viện để lo cho Audi. Khi mà anh tìm trên mạng mà biết là mẹ của bé Audi đang mang bé Audi mà không có cơ sở để nuôi á, thì lúc đó anh sẽ tìm cách như thế nào? Lúc đó thì Quý có nói với gia đình, ba thì đồng ý đó, ba thì không có ý kiến gì, mà mẹ thì không nhất trí. Khoảng thời gian đó Quý đang sống với người yêu cũ á, thì mẹ nhận ra được người yêu cũ Quý là đối xử với Quý như thế nào. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình rất thương người yêu của mình, cho nên lúc nào mình cũng bảo vệ. Thì mình bỏ gia đình mình một bên, vẫn cứ tiếp tục với là cái ý nghĩa là mình nhận bé. Lý do gì mà mẹ lại không thích người yêu cũ? Trong cái thời gian mà hai đứa sống với nhau gần 2 năm á, thì bạn đó không biết làm ăn, rất là phung phí về tiền bạc này kia, lại không biết quan tâm tới gia đình. Người lớn thì như mẹ thì mẹ nhìn được, Quyết còn có suy nghĩ, nhưng mà nghĩ là chắc bạn nó cũng còn nhỏ tuổi á, thôi mình gắng mình chấp nhận đi, có thể một vài năm sau bạn nó sẽ hiểu ra. Nhưng mà lúc mà Quý muốn nhận bé Audi á thì mẹ có gay gắt với Quý không? Có, mẹ nhất định là không cho. Mẹ có nói với Quý là nuôi một đứa con nhỏ là như gắp một cục than bỏ trên tay. Với hơn nữa là trong cái cộng đồng LGBT, mẹ cũng có tìm hiểu, có tình yêu thật sự. Với là ba mẹ Quý thì có tuổi rồi, ba mẹ cũng già rồi, ba mẹ sợ sau này ba mẹ già đi, ai sẽ là người quan tâm tới Quý. Quý cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ về cái chuyện đó. Quý quyết định để nuôi Audi là cái lòng thương con nít của Quý nó lớn. Quý rất mến con nít. Cái hồi, cái thời gian mà Quý nhận ra Quý là trong cộng đồng LGBT á, cũng mơ ước có gia đình, có đứa con. Nhưng mà lúc đó mẹ đã ngăn cản Quý rồi, mà Quý thuyết phục mẹ như thế nào để bây giờ Quý có thể ở cạnh Audi? Quý có nói với mẹ rằng nè, nếu như mà người yêu con nó bỏ con thì con bây giờ con chịu khổ, con cố gắng con nuôi cháu. Cái thứ nhất là Quý giúp bé Audi có một cái gia đình. Lúc mà Quý lên bệnh viện để đón Audi á, thì lúc đó gia đình mẹ và ba như thế nào? Ba mẹ có đi theo Quý không? 10 giờ tối là Audi chào đời. Xong 4 giờ sáng là Quý quay trở về nhà của Quý để dọn phòng để trưa đưa bé về. Thì lúc đó mẹ còn giận lắm. Lúc đó trong bệnh viện chỉ có Quý với là bạn đó thôi. Quý về xong Quý có qua bên nhà mẹ nói là con chuẩn bị đón bé về. Mẹ khóc nữa. Quý về Quý dọn dẹp nhà, xong mẹ có qua phụ. Mẹ cũng cứ làm nhàm á, mẹ cứ lo cho mình. Thời gian chút xíu à, mẹ mới qua, mẹ mới nói là con cho mẹ đi với. Mà trong cái thời gian đó Quý đang giận mẹ. Quý nói thôi để con đi mình đã ăn được rồi. Quý chạy xe đi một mình, mẹ đón taxi đi theo. Mẹ vô trong bệnh viện á, thì mẹ có qua thăm hỏi mẹ của Audi đó. Xong mẹ khóc. Xong mẹ qua bên cái phòng kế bên là mẹ qua bên Audi, mẹ ẩm Audi. Mẹ nói thôi, mẹ hiểu rồi. Mẹ Quý mới nghĩ lại là mẹ Quý hồi xưa á, ông bà ngoại mất sớm, mất lúc mẹ mới đẻ ra, thì mẹ cũng được ông bà ngoại nuôi chăm sóc cho tới bây giờ. Mẹ có nói về cái câu này mà Quý khóc tại bệnh viện nè. Thay vì giống như mẹ hồi xưa được ông bà ngoại nuôi, mang về nuôi á, thì bây giờ giống như con nuôi Audi, con trả lại cái ơn đó cho mẹ. Bắt đầu từ đó là mẹ nhất trí, mẹ về mẹ chăm lo cho Audi, cộng đồng với Quý chăm lo cho Audi. Tại vì mẹ của Quý đã trải qua rất là nhiều thứ rồi, bởi vậy mẹ của Quý mới nghĩ là nuôi một đứa trẻ nó không có dễ dàng. Lúc mà đón Audi rồi
Lúc đó thì trong gia đình Quý và người đó với Audi có hạnh phúc hay là có những cái biến cố gì đó xảy ra? Đón bé Audi về chưa có biến cố gì xảy ra hết. Nói chung là ba mẹ rồi anh em nhà Quý vẫn tới chia sẻ, quan tâm, lo cho Audi này nọ kia đó. Nhưng Audi tới chắc được 19-20 ngày á, thì bạn đó kiếm chuyện. Trong cái khoảng thời gian mà nuôi con, Quý nghĩ là sức cái kem trộn nó rất là độc. Quý có nhắc nhở là con nó đang còn nhỏ, em sức kem trộn rồi em lại gần con, em hung con, thì Quý có nói á. Xong hai đứa xảy ra xích mích đó, bạn nó bỏ đi vô trong Sài Gòn. Trong cái thời gian đó là mẹ lại tiếp tục đau, càng lo cho mình thêm nữa. Quý cũng năn nỉ níu kéo, bạn lên được một tuần, bạn nó về, có mang theo một người bạn của bạn đó về nữa. Sau khi quay về đó, ở được mấy ngày nữa, chắc một tuần, Quý không biết là có nghe lời bạn đó hay như thế nào, là bạn đó sắp xếp cho mình tư trang, đồ sắp xếp hết từ tiền bạc, đồ này kia. Cũng chia sẻ một chút phần này nè, trong cái tài khoản của Quý ấy, thì mình để dành được một ít tiền để lo cho bé. Trong khoảng thời gian đó Quý đang nghỉ làm, không đi làm. Bạn đó có nói là để lấy đồ về bán hàng online ấy, nhưng bạn đó mua đồ toàn mắc tiền không. Để bán những cái hàng mắc tiền có người cũng không có đủ khả năng để mua đó. Nhưng bạn đấy là sắp xếp dàn dựng hết rồi. Khi mà hàng về cái là nói Quý là rút tiền ra đó để lấy đồ, thì Quý mới nghĩ là thôi, bây giờ kiếm được thêm đồng tiền nào để hỗ trợ mình nuôi con thì tốt. Thì Quý cũng trao tiền cho bạn đó. Thế đến lúc lấy hàng xong được 2 ngày là cái bạn của bạn đó đi trước. Xong người yêu của Quý là đi luôn. Là từ đó Quý nhắn tin không trả lời. Nói chung là Quý có níu kéo đồ này kia không trả lời, là đi cho tới hiện tại bây giờ. Vậy là bạn đó gom hết tất cả những cái tiền để dành của Quý đem theo luôn. Lúc bạn đó ra đi, trong túi của Quý là còn sót lại đúng là 700, hơn 700 ngàn mà không dám nói cho mẹ biết. Lúc đó Quý hụt hẫng lắm. Mình vừa ôm một đứa con mà mình vừa bị đau. Mà cái người đó là từ trước tới giờ là Quý hy sinh, Quý thương cái người đó nhất. Xảy ra cái chuyện này mình mất cái thăng bằng của cuộc sống. Đúng rồi. Quý là mình không có một niềm tin vào trong cái tình yêu của LGBT nữa. Xong là nhờ Audi, Quý lấy đó là một niềm tin. Đã nhận một đứa bé rồi, mình phải có trách nhiệm cao cả. Quý bằng mọi cách dù khổ cực thế nào vẫn phải lo cho Audi. Lúc đó Quý có quay về bên mẹ và nói cho mẹ nghe nhờ sự giúp đỡ của mẹ không? Quý không hề nói. Mẹ biết bạn nó đi, mẹ buồn, mẹ không hề nói gì. Mẹ chỉ có nói một câu thôi: người lớn lúc nào cũng đi trước con hết Quý. Xong mẹ động viên Quý, rồi cũng tương trợ qua chăm lo Audi. Quý biết được mẹ rất là đau. Bây giờ trong cái khoảng thời gian đó, nói thật là mình giống như là cái xác không hồn vậy. Chủ yếu là nghĩ cho Audi. Đến cái giờ con ngủ ấy là nằm một mình khóc. Ba của Quý có nói với Quý một lời nào? Nhìn Quý ba có chảy nước mắt, nhưng ba không hề tâm sự gì hết. Ba chỉ có qua là chơi với Audi, rồi là tại vì cái phong tục tập quán ở người miền Trung Quý á, là hay đốt một cái bếp than lên á, đốt ba cái lá cây này nọ để những người lạ vô thăm, để xong cái hơi của họ đi á, thì ba chỉ là làm những nhiệm vụ đó, với là cứ ngồi cạnh Audi. Quý biết trong lòng ba rất là đau. Quý có nghĩ là sẽ tìm một người bạn đồng hành với Quý để cùng chăm sóc cho bé Audi không? Không, Quý không hề luôn Mario. Lúc đó là nó thật là Quý mất niềm tin này. Quý chỉ nghĩ bây giờ cái mục đích sống của mình là kiếm thật nhiều tiền lo cho Audi không lớn, và báo hiếu lại cho ba mẹ cái khoảng thời gian ba mẹ đau đó. Ba mẹ với tất cả những hàng xóm biết Quý thuộc cộng đồng của LGBT? Có, hàng xóm Quý thì họ biết hết. Họ còn động viên Quý rất là nhiều nữa. Từ khi nào Quý cảm thấy trong người mình là cái giới tính của mình nó không bình thường như bao người? Năm Quý học lớp 11 thì Quý thích một cái anh chàng học cùng khối. Tự nhiên ngày hôm đó đụng mặt, Quý có một cái cảm giác rất thích người đó. Quý là lúc đó Quý làm lớp trưởng nha, thì Quý mới xin cô là do mắt bị cận nữa, là ngồi cho cái bàn đó. Không, qua bên gần cái hành lang ngồi, để cho cái giờ ra chơi á, cái bạn nó đi qua là mình ngồi mình dò. Lúc đó trong cái thời gian mà Quý đó thì được, trong cái cộng đồng LGBT nó còn hạn hẹp lắm. Đúng rồi. Mình không hiểu, thậm chí mà bóp bóp còn chưa hiểu nữa. Mở từ điển ra tra, thấy bắt đầu một khoảng thời gian đó thì mình mới nhận ra được là mình thích con trai.
có một lần nào mà Quý ngồi nói chuyện với ba mẹ là thú nhận mình là người thuộc cộng đồng LGBT không? Có, Quý thường thường ngồi xem phim với ba mẹ đó. Quý có nói là mẹ ơi, sau này con không lấy vợ đâu. Mẹ nói ủa sao vậy, con trai là phải sinh con đẻ cái. Nói không, con bây giờ con thích ở như thế. Mẹ nói là nếu mà thích ở như thế á thì sau này đừng có trách. Quý biết, mẹ biết trong cái thời gian mẹ nhất trí và chăm lo cho ông Địa đó, mẹ nói là mẹ biết con từ nhỏ rồi, nhưng mà do mẹ không nói. Con nói rồi, mẹ vẫn hy vọng mình có gia đình. Còn ba thì như thế nào? Dường như ba Quý hiểu rõ về Quý đó. Ba chỉ lặng lặng thôi. Đôi lúc hai ba con ngồi tâm sự, ba chỉ nói là ba sợ sau này ba chết, anh chị thì ai giàu nấy ăn, ai là lo cho con. Bây giờ Quý có thích ai và đang sống cùng ai không? Trong cái khoảng thời gian nuôi Âu Đì Mario, cái đêm đó tình cờ trên Facebook đó, thì có một bạn nhắn tin hỏi thăm Âu Đì. Và cứ đêm nào cũng thế, cứ canh 9 giờ, 10 giờ đêm á, là cứ nhảy vô nhắn tin cho Quý là con ngủ chưa. Thì mình cũng hòa đồng thôi, mình ấy con ngủ rồi. Lúc đó Âu Đì cũng được 9 tháng, gần 9 tháng. Thì hai cha con Quý chuẩn bị đi về Bến Tre, thì có đăng lên trên Facebook của mình là Bến Tre ai đón mình không đó. Cái bạn đó đó nhảy vô nói ủa anh về Bến Tre hả, cho gặp Âu Đì được không? Quý nói à được thôi. Cái quán cà phê Quý hay uống là cà phê Rita Võ. Quý cứ có hẹn bạn đó là từ 7 giờ tới 9 giờ sáng mình có thể gặp nhau ở đó. Lúc đó thì do bạn này nhắn tin quá nhiều đấy, mình nghĩ à bạn mến Âu Đì này kia, Quý không có suy nghĩ gì hết. Hai cha con đi từ Gia Lai về tới Bến Xe miền Đông là 4 giờ sáng. Trong lúc đó là đi tìm khách sạn để ghé cho Âu Đì nghỉ, nhưng mà chúng ngày chủ nhật hết phòng. Thấy một mình thì thấy tội quá, vậy thôi hai cha con đón Grab về Bến Tre. Về gần tới Tiền Giang rồi, lúc đó 7 giờ hơn, thì cái bạn đó ngồi ở quán cà phê đợi, hỏi là anh với Âu Đì ra chưa, em đợi nãy giờ. Quý mới nói là Quý về tới Tiền Giang rồi, sorry có dịp khác gặp. Và cái người đó cũng là cái người hiện tại là đang cùng Quý chăm lo và sống chung với Quý. Có nghĩa là lúc trước là hình Quý và Âu Đì đều post lên trên mạng. Đúng rồi. Bạn đó mới xem được. Đúng rồi. Dường như bạn này theo dõi Facebook Quý từ lâu. Dường như trong cái cuộc sống của Quý mà khoảng thời gian từ lúc mình nhận Âu Đì với chia tay người đó đó, bạn này thuộc lòng hết rồi. Vậy có nghĩa là bạn này đã thích Quý và theo dõi từng bước đi của Quý nên mới hiểu rõ được là Quý có Âu Đì như thế nào và chuyện tình của Quý như thế nào. Cũng có thể là như thế. Quý có thể cho Mario về nhà và thăm cuộc sống của Quý, gia đình của Quý và thăm cái người bạn đời mà đang hiện tại ở với Quý được không? Rất là vui luôn. Anh ơi, hồi nãy thì ở quán cà phê thì Mario đã trò chuyện với Quý rất là nhiều về cảnh rồi. Nhưng mà thực sự là Mario và tất cả khán giả muốn biết cảnh như thế nào. Cảnh có thể giới thiệu về tên của cảnh và cảnh đang làm công việc gì? Dạ, em tên Huỳnh Tuấn Cảnh, sinh năm 1991. Trước khi mà quen anh Quý á, thì em làm ở nhà khách sạn. Nhưng mà từ khi mà quen anh Quý xong về bé còn nhỏ thì em tạm dừng công việc của em lại. Em chăm sóc bé tới giờ hiện tại thì em chỉ có làm. Cảnh thích Quý từ lúc nào? Thì cũng cái đợt mà cái mùa dịch trước á, mùa dịch Covid trước á thì em với Quý có nói chuyện với nhau và có hẹn gặp nhau xong. Nhưng mà anh Quý lại đi về quê Bến Tre trước. Trong lúc nào là đã hẹn. Lúc đầu mới gặp nhau thì bọn em cũng chưa có thích nhau đâu. Chỉ có về chơi cho biết. Tại vì lúc đó công việc rồi này nọ cũng ít, với lại em muốn đi chơi cho nó hơi quả. Đi về đó một thời gian thì cũng mới là... Cơ duyên nào để cho Cảnh biết được Quý? Dạ thì em buồn em lướt Facebook chơi thì thấy hình của bé Minh Khôi, thấy cưng quá thì em vào em hỏi này nọ, như hỏi bé tên gì rồi. Khi biết được chuyện của Quý và Âu Đì và người trước á, thì lúc mà Cảnh trước khi đến với Quý thì Cảnh có suy nghĩ đắn đo do dự gì không? Dạ không, tại vì em khi mà quen nhau thì em chỉ nghĩ là ở hiện tại thì mình có đối phương và đối phương có mình hay không. Còn về chuyện quá khứ thì em không có nghĩ tới. Và em cũng ít có khi nào mà nhắc về chuyện quá khứ nữa. Cùng Quý chăm sóc Châu thì Cảnh có trở ngại gì không? Đầu thì em về mà chăm sóc Châu đầy thì em sợ gia đình phản đối. Nhưng mà được may mắn là gia đình em không có phản đối. Thì khi mà về với anh Quý thì em vẫn chăm sóc Châu đầy bình thường. Vậy có nghĩa là Cảnh đã come out với gia đình rồi. Lúc đó em cũng chưa có come out nữa. Nhưng mà anh Quý có là xác định là hai đứa quen nhau á, phải là cho hai bên gia đình biết thì mới là quen nhau.
Thì khi đó thì gia đình em cũng chưa có nói với gia đình. Thì khi mà được may mắn là dẫn anh Quý với lại cô đi về á, thì mẹ lại đồng ý mà không nói gì hết. Khi mà gia đình biết Cảnh đến với Quý mà có em bé vậy á, thì lúc đó mẹ và ba của Cảnh có nói cái gì cho để cho Cảnh và Quý để sau này hai người sống chung với nhau có thể lo được cho đời không? Dạ, lúc mà gia đình em biết rồi á thì gia đình em không nói gì hết, thì cứ để cho hai đứa quen nhau bình thường, ba mẹ cũng không có phản đối hay là gì cả. Cái này mẹ có nói với anh, cái này bên phía nhà Cảnh thì có cũng có người tâm sự với mình. Mẹ nói hai đứa thương nhau như vậy, bây giờ mẹ mong muốn rằng là thương nhau và tạo dựng cái cuộc sống hơn nữa, mình có Audi đó, cho nên là phải gây dựng được một cái gia đình. Tại vì hai người con trai mà thương nhau vậy thì chắc chắn ba mẹ mang một cái vết thương, nhưng mà vì ba mẹ thương quá ba mẹ không nói ra, xong mẹ chỉ nói là mong cho hai đứa sống thật tốt, tạo dựng làm sao cũng giống như là những gia đình nam nữ khác. Và cái cốt yếu là mẹ nói là hai đứa phải lo cho đi tới nơi. Đó là cái điều mà mẹ của Cảnh có tâm sự với Quý. Theo Maro biết thì nếu mà muốn chăm sóc một đứa bé mà phải cần những cái thao tác của những người mẹ, như là cho lúc mà Cảnh về với Quý thì Audi cũng rất là nhỏ rồi, vẫn còn bú sữa còn bồng trên tay, thì làm sao để cho Cảnh và cùng Quý chăm sóc Audi những lúc đó? Lúc mà Cảnh lớn rồi á, nọ rồi thì lúc đó là mẹ sinh đứa em út thì Cảnh cũng có ẩm đồ này nọ, chăm sóc cho ăn cho uống. Yeah, còn khi mà Cảnh về với Quý với lại Audi á thì lúc đó thì em cũng không có bỡ ngỡ nữa, mà em có cho ăn tắm rửa giữ em bé rồi ẩm bồng đi chơi rồi này nọ các thứ, thì em làm cũng hoàn toàn được chứ không có bỡ ngỡ gì. Nhiều khi con ngủ sớm, xong rồi nhiều khi bé ngủ đủ giấc rồi bé phải thức sớm giống như là 2-3 giờ sáng, thì lúc đó thì quậy hai người thì sao hai người ngủ được? Lúc đó có khi bé thức khuya khoảng 2 giờ thì bé thức rồi, thì bé không cho ai ngủ thì bắt buộc em cũng phải thức theo bé, thì là bé ngủ lại thì em mới được ngủ. Cái đó là cái trở ngại. Những cái hôm mà bé bệnh á thì hình như là em không dám ngủ luôn á, cứ thức canh bé hoặc là em với thay phiên nhau canh. Lúc mà em đến với Quý mà em có hỏi lý do tại sao mà cái bạn lúc trước khi mà có khi cùng Quý sinh một Audi đi về xong rồi cái lại bạn đó lại bỏ đi, em có hỏi nguyên nhân tại sao? Quý cũng có nhiều lần nói với em là nguyên nhân thì tình cảm của hai người họ thì không có còn bền chặt như trước nữa, thì khi mà không còn yêu nhau nữa thì họ ra đi thôi. Còn về vấn đề cũng nhiều lúc em cũng cảm thấy vui, nếu như mà bạn đó không đi thì em cũng không được gặp hai ba con của Quý. Cuối cùng là lúc trước là em lên Facebook là em là thích Audi, nhưng mà cuối cùng là đổ bố. Thích Audi cơ. Là lấy Audi làm nền tảng để tiếp cận bố. Thời gian hai người quen nhau đã bao lâu rồi? Bọn em quen cũng gần 1 năm rồi hả? Chuẩn bị 1 năm. Em có về với gia đình của Quý chưa? Dạ có rồi, hai bọn em cũng có một cái nhà riêng ở trên Gia Lai. Coi như là viên mãn hạnh phúc rồi nha. Thì bây giờ là nói những cái nghiêm túc rồi, bây giờ mình nói một tí xíu giờ cho anh hỏi Cảnh trước đi, là Quý có những tật xấu gì? Xấu của anh Quý hả? Anh có hay nhậu nhẹt, thuốc lá nhiều nè. Khi mà em dỗ con là ngủ nó quậy quá, em dỗ ngủ mừng quá cho mừng luôn, đi mà ảnh đi nhậu xỉn về khoảng nửa đêm chừng 11 giờ mấy 12 giờ đêm, mà ảnh chọc vô thức, mà chọc thức mà xong là bé phải chọc cho nó khóc luôn, khóc tới nỗi nó khóc đầy mặt luôn á, xong ổng vui đi ổng trốn đi ngủ, bắt đầu em phải dỗ con bé nó ngủ lại. Đó nghĩa là mắt giấc ngủ của bé thì giấc ngủ của bé rất là quan trọng, thì em có Quý rồi nhưng mà Quý vẫn chưa có sửa được, thì cứ nhậu xỉn về là thích lắm, cho đi khóc lắm. Rồi bây giờ tới phần Quý nha, cho Quý phản cung lại là ở đặc điểm gì của Cảnh mà Quý không thích. Riêng về Cảnh thì gần 1 năm hai đứa chung sống với nhau á, thì dường như là không có một đặc điểm gì để Quý chê trách gì Cảnh hết, là một người hoàn toàn được điểm 10 vậy đó. Giống như là ông trời ông thương Quý cái điểm là trước kia Quý sống với người yêu cũ của Quý á, là người ta đối xử với mình bao nhiêu thì Cảnh về Cảnh bù lắp lại bấy nhiêu. Cảnh là một người rất là tuyệt vời.
Vậy đối với Quý là cảnh không có điểm gì xấu và cũng không có làm điều gì mà trở ngại cho Quý phải suy nghĩ. Đúng rồi. Tại vì lúc đầu hai đứa quen nhau để về nhà riêng ở trên Gia Lai sống á, Quý nghĩ là chắc cảnh cũng không có biết chăm em bé đâu. Thế xong cái thời gian đó về thì nó không giống như là cái suy nghĩ của Quý. Rất là tỉ mỉ chăm em sớm tối. Quý để ý rất nhiều cái, cảnh rất là ok. Nhiều cái ổng làm mình không nghĩ ra là ổng có thể làm được. Nếu mà khen người ta tốt như vậy á thì làm ơn mai mốt về đừng có chọc cho Âu Đi khóc. Người ta đã dỗ rất là cực rồi mà về chọc cho nhỏ khóc, người ta phải dỗ lại cái đầu. Cái này Quý có ý kiến chút xíu. Tại vì bên cái công việc của Quý là Quý thường đi công tác và giao tiếp với khách, va chạm bia rượu, với cái chắc chắn là bên về là không thấy con thức là buồn. Bắt buộc là phải chọc cho thức chút xíu xong. Nhớ đúng không? Nhớ đúng xong rồi. Về chọc cho con thức. Rồi đâm ra là ổng quạo. Chăm em nó khác với chăm một đứa con nhỏ. Thì lúc đó là cảnh có tìm tòi trên sách báo hay là tivi về để có một cách để chăm bé cho tốt không? Em có lên YouTube mà để em học là nấu những cái món ăn, rồi cách nấu ăn cho bé làm sao để mà đủ chất dinh dưỡng cho bé. Còn về chăm sóc thì lúc mà mới về chăm sóc thì những cái vệ sinh cá nhân của bé như là đi, như là khi mà bé ói lên người á, hay là bé đi ngoài, thì lúc đó là như là em sợ, em không có dám đụng tới. Ông ói lần đầu tiên mà lần thấy đầu tiên mà bé ói lên người em là em ói rồi bé rồi. Hồi nãy giờ nghe kể về mẹ Quý rất là nhiều thì có thể gọi điện thoại cho Maro chào bác một tiếng không? Được. Mẹ Thu đang đi làm. Anh đang điện mẹ Thu mà. Ủa? Trong này có tới ba mẹ lận. Đợt cái Âu Đi nhiều mẹ, nhiều nội lắm. Nghe nè con. Hẹn gặp anh MC đẹp trai đây. Con chào bác, con là Mario đến từ chương trình Real Life. Bác ơi, từ vì con nghe Quý và Cảnh kể về bác á, con rất là ngưỡng mộ. Bởi vậy con mới nói Quý gọi cho bác để con có thể trò chuyện. Bác ơi, cho con hỏi là lúc mà bác thấy Quý nhận nuôi Âu Đì á, mà lúc đó Âu Đì rất là còn nhỏ, là trẻ sơ sinh á, thì bác có cảm xúc, cảm giác như thế nào? Ta nó không có vợ mà nó đi nuôi cũng sai nào mà dạ bác có gửi lời chúc gì cho chuyện tình cảm của gia đình của Cảnh và Quý không? Tôi chúc cho hai đứa nó được đầy chúc chăm sóc con cho tốt. Dạ con thay mặt chương trình Real Life xin cáp mơn bác và chúc bác càng ngày càng khỏe mạnh nha. Con chào bác. Dạ, hai người có định là sau này sẽ về Gia Lai ở với nhau với trước Âu Đi về luôn không? Dự định của bọn em trước á, trước mắt là bọn em cho Âu Đi học ở dưới mà quê mẹ em. Thì em với Quý tập trung đi làm khoảng một thời gian thì bắt đầu bọn em khi có một số vốn nào cố định á, thì bọn em mới là mở kinh doanh cái gì đó thì bắt đầu mới đón bé về ở chung. Qua một thời gian rồi Cảnh có thấy là chăm Âu Đi bây giờ là nó sẽ còn nó dễ hơn lúc trước con mới về không? Lúc mà chăm Âu Đì bây giờ thì em thấy cũng mệt ngang nhau à. Mỗi một cái giai đoạn thì nó cũng mệt. Lúc mà mới còn nhỏ thì tối ngày cứ ẩm trên tay rồi phải đút ăn lúc này. Còn bây giờ khi mà bé biết đi phải giữ bé chặt luôn, không dám buông bé một giờ phút nào. Đi chứ ba. Ước mơ của Quý và Cảnh sau này sẽ như thế nào? Quý thì có một cái hoài bão về nè. Quý muốn là hai đứa vẫn cứ duy trì cái cuộc sống như hiện tại. Trong cái tương lai của Quý là Quý muốn mở một cái gì đó kinh doanh riêng để cho Cảnh có thời gian tự làm cho bản thân mình và có thời gian ở nhà với Âu Đi nhiều. Còn Quý thì bươn chải ngoài xã hội. Với lại là Quý suy nghĩ là chắc tương lai có lẽ là Quý sẽ lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lâu lâu Cảnh với Quý có chở Âu Đi về thăm ông bà không? Có, rất thường xuyên. Gia đình bọn em ở dưới Bạc Liêu á, thì ở trên ông bà nội trên Gia Lai á, nhớ Âu Đi thì tóc. Khi mà bọn em đi về Gia Lai thì hả, ông bà ở dưới Bạc Liêu là nhau đi không? Thấy thương quá. Nên cứ đi lên đi xuống hoài vậy đó. Maro xin cảm ơn Quý và Cảnh đã cho Maro và khán giả một buổi trò chuyện thật là ý nghĩa. Try to get a more positive. Yeah. Yeah, because can't really help. How? Okay, I want to ask you about your love stories. When did you have your first love?
I first dated a girl my sophomore year of high school. Sophomore, oh. What's that? And as my second year of high school, so that would be like 10th grade. Oh, 10th grade. 10th grade. Like wow. 10th grade. It was very short, but she was in theater, and I really, like I said, like the theater group. It was my senior year that I had like a girlfriend, mm-hmm. and so 12th grade. Yes. Mm-hmm. And she was very different from the other girls. She was just very unique, kind of free spirit, and we got along because we both, she had gay friends, I liked theater, she liked the kind of weird music I did. Weird music? Yeah, I liked like goth industrial music. Okay, I used to go to clubs and dress up all pretty and, you know, she liked my fashion, I liked her fashion. We went to New York to like shop in all the crazy, like funky stores on St. Mark's Place. So, you know, like your leather jacket or something, we'd both be into like something like that. And I remember I asked her out to the homecoming dance by baking her a pie. Okay. I baked her like, because I love baking, that was one of my hobbies. And I guess that's not super typical for a boy that I like was obsessed with baking, but I like made her an apple pie and I left it by her locker with like a sweet note that like, will you come to homecoming with me? The pie! And she did. So she did. Sweet. Yeah. Did you both wear dresses? Oh, at the time, not to homecoming. Mm-hmm. But one day I was invited to go to the Rocky Horror Picture Show. Okay. Which is a show that's famous for cross-dressing and bisexuality and is very popular with the LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender community. And my friends liked cross-dressing at the show. And Teresa, my girlfriend, wanted me to cross-dress with her. And she and my friend Jessica dressed me up so that I could go in a dress and be like cross-dressed at this show with them. And she didn't necessarily know I was transgender, but she knew I was different and she was okay with that, you know? So it was nice to have someone who supported that. And it was so funny because I remember being like, you want me to wear this? Really? I don't know. Like, I was nervous. I was more nervous than her. She was like, yeah, you look great. I was like, really? Okay. Aww. And at the moment, do you have any love in your life right now? Oh, boy. So I came to Vietnam to interview transgender people here. And I've met so many fascinating transgender people. And one person I interviewed, I like really ended up liking. And like late, and he's a very cute transgender man. And you know, I date different genders and I have dated men. And I really thought he was cool. So later I asked him out on a date and we've like gone out on a date and like, I hope to see him again. So. I'm so excited about that. Yeah, he's a very cute performer and dancer. So you have to spend more time in Vietnam. Yes, yes. Okay. Yes. Oh, like you told us that you study as an engineer. Yeah. And why you choose the way becoming a blogger? So I was very interested in math and science because I liked learning. I liked asking difficult questions and I liked studying. But what happened in college was I learned that math and science aren't always the
they're not, math and science is not somehow more meaningful than literature or learning about the history mm-hmm. of gender. Mm-hmm. Mm-hmm. And I learned it was just as challenging and just as interesting to study history as it was to study science. And I got very into studying the history of gender and sexuality, and it fascinated me, this similar to how science fascinated me. And it became very personal, because studying history became a way for me to understand myself. Mm. And also wow. I started studying Southeast Asia, and I started studying the Philippines and Thailand and Vietnam, and that helped me also understand myself, because I learned about transgender people in other countries. And it took a long time before I said, oh, I'm a blogger, I'm writing about the community, but I spent years doing paid work in the nonprofit advocacy, so NGOs who advocate for LGBT rights. Mm-hmm, mm-hmm. So for 7 years and more, I worked at LGBT NGOs in the United States, and that mm-hmm. was how I learned to talk to the media and to write and to do social media and to publish mm-hmm. articles. And sometimes I'd write articles, like ghostwrite them, like for the executive director of the organization, who mm-hmm. I would write her article, and then it'd be her article, but I'd be, you know, one of the writers, ghostwriting, yeah. So now I'm writing for myself, for mm-hmm. my blog, Trans Worldview, and it's what I've wanted to do. I want to tell the stories of transgender people around the world, because their stories are often not told by transgender people. Their stories too often are told by a cisgender, so non-transgender researcher mm. for like a PhD who comes in, doesn't you know, understand. Writes about the transgender community, publishes it, moves on. And while I respect professors and I respect research, mm. and I would hope one day to publish my research and maybe move into a PhD on it, mm-hmm. I want to do it in a way that is respectful of the community mm-hmm. and that says, tell me your story. I'm not going to tell you how you should tell me your story. Just tell me how you understand mm-hmm. yourself, and I will help share that story. And that's what I'm interested in doing. And that's why I've been interviewing transgender people in Thailand and Singapore and Vietnam and my friend from the Philippines, because I want them to tell their stories in their words. Mm-hmm. You know. Okay. Oh, I know you just stayed in Vietnam for a short time, but do you have any idea about LGBT's community in Vietnam? So I came here because there was a very large transgender male community. Mm-hmm. There's an organization called F2M, so female to male, transgender men, F2M Vietnam. And they have dozens of members. They have events, sometimes multiple events a month. They're run by my friend An, and I have now gone to a lot of their events and met this really awesome community. And it's rare in different cities that there's a very active transgender male community. Mm. Often you have transgender women, they're sometimes performers, or they're sometimes, you know, run their own organizations like Sisters Center for Transgender in Pattaya, like very visible transgender women organization. But Vietnam has a very visible transgender men organization, and I really like that, and I learned from that. There's also the ICS Center, which has an LGBTI library here in Ho Chi Minh City. A library. Nearby, and they have a cafe, and they hold events for transgender and lesbian and gay people, and I've gone to their talks and their events. And they are working to help change the laws. And the big hope is that transgender people
can change their documents, their IDs, to if I'm a transgender woman, my ID can say female. If I'm a transgender man, my ID can say male. And also, this law, which was passed years ago, has not been implemented. So even though the government has said, we're going to let you change your IDs, they've not put the law into place. And that's something a lot of transgender people here want to see happen, because it will help them get jobs, it will help them travel and have the right ID on their passport. You know, it for a transgender man who wants to marry a woman, that would allow them to do that. Now, I also believe that they should have, anyone should have the ability to marry. Like, two people should have the right to marry each other. Doesn't matter what your gender is. Whether they are man or transgender or female or whatever. And so Vietnam does not ban gay weddings. But they don't really allow it. But they don't really have any legal weight. Yep. So you can have a gay wedding ceremony, a same-sex marriage ceremony, but it doesn't mean that you now have a marriage license that gives you the same rights as a married couple. So those are important issues. And so I've learned about that, and I've learned about stories of transgender people here who get denied jobs, you know, who get kicked out from their families, who face discrimination. And for them, the Pride events, the F2M Vietnam, the ICS Center, there's another group that does drag and performance called Gender Funk, and they have transgender members. I know about members. Gender Funk. Gender Funk is very fun. Oh, yeah, I've actually gone to one of the Gender Funk events, and it's really, really, really fun. The people there are really cool. Very open-minded people. Yeah, and so one of the cool thing about Gender Funk is you think about drag, and you think of gay men doing drag, but in Gender Funk, transgender men do drag, transgender women do drag, straight men do drag. Yes. Really? Like, Men, yes. There are straight men doing drag, and there are non-transgender women, cisgender women doing drag. So everyone can do it, and it's been cool going there because Gender Funk has felt really positive as a transgender woman, because it feels very open and accepting no matter your gender. So I think actually Vietnam for me has had an amazing transgender and LGBT community, and it makes me really want to spend more time here. And I was, I didn't know when I came here just how big and visible the LGBT community was. So within that community, have you met any or made any cool and interesting memories with the Vietnamese people? So last night, Gender Funk, Gender Funk had a drag performance night. And this was the fifth show I've gone to by Gender Funk. They've had so many shows. And I've never gotten on stage, but this time there was a posing battle. Posing, like posing on stage and like dancing and like being like a model on stage. And they eliminated you like in a game show. And there were like six, seven people. And first round, you know, there was like high fashion and like somehow I did okay. And I stayed. And then the next You round, were taking part. I was taking part, yeah. Oh my gosh. So I did the posing battle, and I like I wasn't sure. And I'd spent forever on my outfit, and I was like very like elegant, like Victorian drapey. Like if you know Stevie Nicks, Stevie Nicks, Fleetwood Mac, very kind of that